Bản tin bóng đá hôm nay, Jose Mourinho hé lộ bến đỗ bất ngờ. Brazil gặp khó khăn trước Venezuela tại vòng loại Copa America. Real ra mắt tân binh 45 triệu euro. Platini được tại ngoại, ngoài ra còn một số thông tin đáng chú ý khác. Người đặc biệt bất ngờ tiết lộ có thể sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia chứ không phải một câu lạc bộ trong thời gian tới. Trong những tuyên bố khi mùa 2018-2019 chưa kết thúc, huấn luyện viên Jose Mourinho luôn khẳng định sẽ trở lại với bóng đá vào đầu tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn chưa tái xuất. Việc Mourinho chưa trở lại với bóng đá khiến giới mộ điệu khá tò mò. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Eleven Sports vào hôm qua, cựu huấn luyện viên MU và Chelsea hé lộ có thể sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Tôi muốn tranh tài ở một cuộc đấu mới. Tôi nghĩ về World Cup và giải vô địch châu Âu Euro. Trong một thời gian dài tôi mong muốn có một cuộc phiêu lưu như vậy. Ngay lúc này tôi thấy mình tiến gần một đội tuyển quốc gia nhiều hơn một câu lạc bộ. Đội tuyển Bồ Đào Nha có phải là đội bóng phù hợp với tôi không ư? Điều đó không cần thiết, người đặc biệt bóng gió cho hay. Thời gian làm việc cho Chelsea, Mourinho từng nhiều lần được Liên đoàn bóng đá Anh mời dẫn dắt Tam sư. Theo đồn thổi suốt thời gian qua, Jose Mourinho có thể sang Ligue 1 dẫn dắt Lyon hoặc Marseille ở mùa giải 2019-2020. Mới nhất, nhiều nguồn tin cho rằng người đặc biệt sẽ trở lại Premier League thay huấn luyện viên Rafa Benitez ở Newcastle. Lượt thứ 2 Copa America 2019, mặc dù thi đấu rất cố gắng nhưng đội tuyển Brazil vẫn để Venezuela cầm hòa với tỷ số không đều khi cả hai bàn thắng của Gabriel Jesus và Philip Coutinho đều bị VAR từ chối do lỗi việt vị. Chelsea đề nghị hợp đồng 3 năm với Frank Lampard. Thời điểm này, Frank Lampard đang là ứng viên số 1 thay thế Maurizio Sarri tại Chelsea. Theo ESPN, Lampard sẽ cùng cựu huấn luyện viên đội trẻ Chelsea Jordi Morris và huấn luyện viên thể lực Chris Jones quay trở lại London trong nhiệm kỳ này. Giám đốc điều hành Marina Granovskaya dự kiến sẽ thuyết phục Lampard bằng một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nếu thuyết phục Lampard thành công, Chelsea chỉ cần bỏ ra thêm 4 triệu bảng đền bù hợp đồng giữa Lampard và Derby County. Số tiền này không phải vấn đề với The Blues bởi họ cũng vừa nhận 5 triệu bảng tiền Juventus bồi thường hợp đồng cho Sarri. Lampard bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với Derby County trong một năm qua. Cựu tiền vệ người Anh đã để lại ấn tượng bằng thành tích đưa đội bóng lọt vào trận play-off thăng hạng Premier League. Michel Platini được bảo lãnh tại ngoại. Truyền thông châu Âu chiều hôm qua 18 tháng 6 đồng loạt đăng tải thông tin cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt giữ. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến cuộc điều tra gian lận phiếu bầu nhằm giúp Qatar có được quyền đăng cai World Cup 2022. Ông Platini bị cáo buộc nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng Anh theo yêu cầu từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ông Platini bị bắt và thẩm vấn tại một đồn cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Theo nhật báo L'Équipe Pháp, cuộc thẩm vấn kéo dài tới tận chiều tối. Sau nửa đêm và rạng sáng ngày 19 tháng 6, L'Équipe nhận được tin từ đội ngũ luật sư của Platini, cho biết ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông Platini từng giữ chức vụ chủ tịch UEFA từ năm 2007 cho đến khi bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vào năm 2015. Pogba nhận tiền thưởng cho lòng trung thành với MU. Tờ The Sun Anh tiết lộ Paul Pogba sẽ nhận được khoản tiền thưởng trung thành 3,78 triệu bảng từ MU.
Tiền thưởng cho lòng trung thành của tiền vệ người Pháp đã tăng từ mức 3,46 triệu bảng mà anh nhận được năm ngoái theo các điều khoản trong hợp đồng 5 năm với MU. Khoản thanh toán dành cho Pogba sẽ có hiệu lực sau ngày 1 tháng 7, chỉ 2 tuần sau khi anh thừa nhận ý định rời MU để tìm kiếm một thử thách mới. Truyền thông Anh cho biết người đại diện Mino Raiola của Pogba đã thảo luận về việc chuyển đến Real Madrid và câu lạc bộ cũ Juventus trong thời gian qua. Tuy nhiên, Real Madrid là điểm đến mà Pogba mong muốn nhất. Để sở hữu Pogba, Real Madrid dự tính sẽ bạo chi, nhưng MU chưa có ý định để tiền vệ ngôi sao của đội ra đi. Pogba còn hợp đồng đến năm 2021 và câu lạc bộ được lựa chọn kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Real Madrid ra mắt tân binh 45 triệu euro. Real Madrid đã tổ chức buổi lễ ra mắt tài năng trẻ người Brazil Rodrigo. Trước khi ra mắt đội bóng mới, Rodrigo Gomes đã vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc tại trường đại học Sanitas La Moraleja. Sau đó, anh được chủ tịch Florentino Perez đưa đi xem phòng truyền thống của Real Madrid trước khi ký hợp đồng có thời hạn tới hè 2025. Để sở hữu tiền đạo 18 tuổi, Real Madrid đã phải trả cho câu lạc bộ Santos 45 triệu euro. Rodri rời Atletico Madrid, chuẩn bị gia nhập Man City. Hôm qua 18 tháng 6, tiền vệ Rodri đã thông báo với giám đốc Vincenzo Gilmarin của Atletico Madrid về quyết định chia tay câu lạc bộ ngay hè 2019. Theo tờ Marca và El País, điểm đến Rodri lựa chọn là Man City. Huấn luyện viên Guardiola đang cần một tiền vệ trung tâm chất lượng để thay lão tướng Fernandinho. Man City sẵn sàng chi 70 triệu euro, đúng bằng số tiền giải phóng hợp đồng của tiền vệ 22 tuổi. Maradona dìm hàng Argentina. Trả lời phỏng vấn Tasi Sport, Maradona cho rằng với phong độ hiện tại, ngay cả đội tuyển Tonga cũng có thể đánh bại Messi và các đồng đội. Bạn nhận ra rằng thậm chí Tonga cũng có thể đánh bại chúng ta, Maradona nói một cách cay đắng về đội bóng quê nhà. Danh thủ một thời cũng đặt ra câu hỏi về niềm đam mê chơi bóng của đội tuyển Argentina. Điều này có nghĩa là gì? Các cầu thủ phải cảm nhận nó chứ. MU mua sát thủ Arsenal thay Lukaku mới đây. Cây viết Andy Goldstein Talk Sport khiến dư luận ngã ngửa khi tiết lộ MU đã điển tên Pierre-Emerick Aubameyang vào danh sách ứng viên tiềm năng thay thế Romelu Lukaku, thậm chí để thuyết phục Arsenal nhà tiền đạo người Gabon. Quỷ đỏ sẵn sàng chi 70 triệu bảng, xấp xỉ 2.040 tỷ đồng, nhiều hơn 14 triệu bảng so với mức phí mà Arsenal chi ra năm 2018, 56 triệu bảng. Gareth Bale phũ phàng khước từ MU. Jonathan Barnett, người đại diện của Gareth Bale, xác nhận ngôi sao người xứ Wales đã quyết định ở lại Real Madrid. Bất chấp những lời mời gọi từ MU và nhiều đội bóng Trung Quốc, Bale được cho là không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zinedine Zidane sau khi đội bóng Hoàng gia chiêu mộ thành công Eden Hazard, Luka Jovic. Trung vệ Phil Jones sắp bị đá khỏi MU. Trung vệ Phil Jones đối diện nguy cơ bị đẩy khỏi Old Trafford hè này, sau khi bị MU biến thành vật tế thần trong thương vụ trao đổi với Issa Diop của West Ham. Huấn luyện viên Son giờ đã nhắm trung vệ người Pháp Issa Diop để cải thiện sự chắc chắn cho hàng phòng ngự quỷ đỏ mùa tới. Trong lời đề nghị đầu tiên gửi đến West Ham, MU ra giá 45 triệu bảng kèm thêm một cầu thủ.